Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiếng Người Đa. Trên video chia sẻ hôm nay chúng ta cùng nhau đến với nền tảng Bybit. Hôm nay chúng ta sẽ có một chương trình iDrop đến từ Bybit. Ngày hôm nay là dự án Bybit liên kết với Masa Network với pool được thưởng 2.660.000 token Masa. Tham gia chương trình iDrop hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video. Sau đó thì các bạn ấn vào nút Register Now. Nếu các bạn chưa có tài khoản thì các bạn sẽ cần ấn vào để mình sẽ mở cái này xem. Mình phải sửa lại link. Đấy, các bạn sẽ ấn vào nút đăng ký Register Now để đăng ký nhé. Sau đó thì các bạn sẽ làm nhiệm vụ là các bạn nạp vào ít nhất 100 đô hoặc là các bạn đem ít nhất 100 đô Masa. Và trong đây thì các bạn sẽ trade để có thể là đua top. Đấy. Ngoài ra thì các bạn sẽ cần close tweet và điền form ở đây, tích vào đây. Các bạn sẽ close cái tweet pod này chúng ta mở ra nhé. Cái này thì các bạn có thể ghi vào UID của các bạn hoặc là ghi vào thông tin nào tùy anh em. Đấy. Ở đây thì mình sẽ ghi UID của mình 4. Đây chúng ta sẽ ấn nút đăng. Bây giờ thì các bạn vào xem này, mở ra. Và bây giờ thì các bạn sẽ điền vào form rồi nhé. Và các bạn ấn nút submit. Đối với sự kiện này thì mình chia sẻ với anh em một chút về cái sự kiện này. Đó là các bạn yêu cầu sự kiện này chúng ta sẽ còn trade và phải đảm bảo rằng các bạn phải nộp vào top 200 người có cái volume spot cao nhất. Thế thì cái này thực ra nó cũng không quá khó đâu. 200 người, 20.000 người thì mình nghĩ là với volume là khoảng độ khoảng 5.000 là ok đấy, chắc chắn ăn. Còn không thì ít nhất phải có 1.000. Đấy thì mình sẽ cái này cũng dễ thôi. Thì bây giờ các bạn tìm đến Masa thôi, các bạn chơi thôi. Chơi Masa Spot, các bạn chơi thôi. Chơi nếu mà chơi tốt thì anh em sẽ ăn được kèo thôi. Giờ đây mình sẽ mở con Masa để anh em xem cụ thể về thông tin nào. Đây nó có đi tên luôn này. Con Masa này thì nó có tổng cung là 1,6 tỷ, gọi là 1,6 tỷ đi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt, mình sẽ làm trade vài lệnh. 1 này, 2 này, tranh thủ lúc nó đỡ lịch giá. 3 này, 4 này, 5 này, hy vọng nó top 20 thôi. 6 này, 7 này, 8 này. Đấy, mình kéo volume đến 1.000 thôi. Đấy, anh em thích kéo volume bao nhiêu kéo nhé, rất là dễ đúng không ạ? Ok, vừa rồi thì admin đã hoàn thành xong video chia sẻ đến anh em về chương trình iLoop của dự án Masa này. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.